Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Thế Giới Răng của mình. Là hôm nay mình lại có một khúc lọng rất là to. Thực sự luôn. Cục này là to đấy. Đấy. Nó đang hoa. Đang hoa nha mọi người. Đây. Cục này khoảng 4 cân. Đây đang hoa đây. Hoa bé này, cái mũ trên là to, mũ trên là điều còn như điểm nhấn luôn đấy, mũ trên này, đấy nó to hơn cả hai cánh này rất là nhiều rồi này, đấy, một cái mũ trên mà bằng cả phần dưới luôn mọi người, đấy. Mùi hương thì có mùi hương rất là dễ chịu nhá, mùi thơm có mùi thơm nhưng mà ngửi gần thì mới thấy nhá mọi người, thơm dễ chịu, cái mùi mật này rất là dễ chịu luôn, đấy, nó có đốm đốm này. Hoa màu vàng đốm đốm này. Đấy thì có một số người bảo đây là lọng báo. Lọng báo. Còn chính xác tên khoa học là gì thì mình chưa biết. Đấy. Hoa thì mọc có thể ở đúng cái giả hành. Đây, như cái này ở đúng giả hành nhưng mà cũng có thể mọc ở thân. Ở cái thân cái cuống cái rễ cái thân nó đi này. Đấy. Các bạn thấy này. Chỗ này đúng giả hành này. Đấy. Nhưng mà ở bên ngoài thì lại mọc ở đúng cái đoạn thân này nó đi. Đây. Đấy. Đây các bạn thấy này. Cục này là một cục nguyên bản. Khá đẹp luôn. Như đặc điểm nhận dạng của lọng này thì là nó có giả hành dạng thon, thon dài này. Cũng to đấy, bằng ngón tay mình này. Đấy. Cái cuống này cũng to, cái đường dây của nó to này. Đấy. Và lá cũng to luôn. Đấy. Lá này là lá mềm và mỏng. Này cũng không gọi là dày, khá là mềm. Đấy. Nhưng cái đốm này là nó có từ sẵn rồi. Cũng có thể là bệnh, hoặc cũng có thể do vận chuyển. Da đặc điểm cái này da hoa rất nhiều hoa luôn mọi người. Đầu lưỡi này có màu nâu nâu này, bên trong thì vàng. Đấy. Mùi thực sự là rất dễ chịu. Đó. Đây. Mình sẽ ngắt lấy một bông. Đây rồi. Bông hoa thì nhỏ bằng đầu ngón tay thôi nha mọi người. Đấy. Thơm. Cái cuống hoa thì cũng dài phết đấy. Cuống hoa cũng phải tầm 5 đến 7 phân đấy. Này, mọi người này. Đấy, dài. Mọc chỉa ra luôn. Khá là ấn tượng. Còn đây, nó có cả quả này. Quả nha mọi người. Thế, hay chưa? Nó mọc đủ mọi nơi luôn, ở trong này cũng có hoa này, hoa nó gọi là nó bắn tức là bắn tất cả luôn. Chắc sau đợt này nó sẽ lại ra hoa đợt nữa, mình thấy cái cụm này rất là khỏe, nhiều thân, cao. Đấy. Thì là đây là cục lọng thứ mấy nhá. Mình đã có một là cục lọng mình đã giới thiệu mọi người là lọng hài này. Hôm trước thì là có một cục lọng to đấy là lọng gì nhỉ? Mình quên tên rồi. Hôm nay là đến tiếp cục này. Tức là mình đã có 3 cục lọng có hoa rồi. Đấy. Không biết mình có nhớ nhầm không nhỉ hay là hơn. Khoảng đấy. 3 đến 4 loại gì đó. Vì những cây nào có hoa là mình đều quay lại hết. Rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp mọi người ở một cây lọng khác. Đây các bạn nhìn này.
Hay chưa? Rất là thú vị. Hoa nó cong cả lên này, có cả con kiến này. Đấy. Ấn tượng. Đây, đây. Bạn thấy này. Mật ngọt. Đấy, đấy. Kiến. Đây, cái bông này tàn rồi này. Đây. Còn đây là cái lúc mà nó chưa ra hoa này mọi người. Đấy, nó như này. Nó bị khuyết ra này. Lọng có những mặt hoa cực kỳ đặc sắc luôn. Rất là dị, phải nói rất là dị. Này. Nở nhưng mà không lườn ra được. Dễ. Chỗ này có mấy cái cây gì nữa này. Lá tròn, lá dẹp này.